Trong lịch sử phát triển của mỗi dân tộc, trang phục là sản phẩm sáng tạo của con người trước điều kiện tự nhiên, thể hiện quan niệm về nhân sinh thẩm mỹ được hình thành, lưu giữ, truyền lại qua nhiều đời. Với Việt Nam, qua hàng nghìn năm lịch sử, văn minh trang phục đã phát triển rực rỡ, góp phần làm nên bản sắc riêng có. Mỗi tộc người, mỗi vùng miền nước ta có những y phục đặc trưng, tạo nên một kho tàng phong phú, nhiều màu sắc. Nét chung nhất trong trang phục truyền thống các dân tộc miền núi Quảng Nam, đó là đàn ông đóng khố, mặc áo chui đầu hoặc áo choàng quấn, phụ nữ mặc áo váy tắm. Bên cạnh trang phục, nghệ thuật trang sức làm đẹp theo quan niệm thẩm mỹ của từng dân tộc luôn được quan tâm. Nó không chỉ thỏa mãn nhu cầu về ăn mặc, mà còn là nhu cầu về thẩm mỹ, tín ngưỡng, phong tục, tập quán của từng dân tộc. Trang phục nam và nữ ở dãy Trường Sơn không thể không gắn với nhiều món trang sức quý giá như vòng cổ, vòng tay, bằng nhiều chất liệu khác nhau như mã não, đá, đồng, bạc, nhà, xương, nanh thú, tre, nứa. Chúng làm đẹp, làm sang cho người sử dụng, nhất là nữ giới. Trang sức góp phần làm tôn vẻ đẹp trang phục, tạo nên đặc sắc, sắc thái tộc người. Nhìn chung, trang phục các dân tộc mang nét hoang sơ, bảo lưu nhiều yếu tố cổ xưa, nhất là các hình trang phục choàng quấn khố, tấm choàng và đồ trang sức như đeo vòng đồng ở cổ chân, cổ tay. Mỗi dân tộc có một nét văn hóa riêng, trong đó trang phục mang dấu ấn, hơi thở và là linh hồn của dân tộc. Tất cả tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc, từ đó góp phần gìn giữ, phát huy và tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với vùng cao huyện Nam Giang để đến với liên hoan Ông Vang Cồng Chiêng lần thứ 6 cùng chiêm ngưỡng các trang phục dân tộc của đồng bào Cơ Tu, Ve, Tà Rìa. Đến với bản làng của người Cơ Tu trong sinh hoạt hàng ngày hay vào dịp diễn ra các lễ hội truyền thống, chúng ta có dịp chiêm ngưỡng những thiếu nữ Cơ Tu trong bộ trang phục truyền thống với những hoa văn sắc màu rực rỡ trên nền vải thổ cẩm, như những đóa hoa rừng khoe sắc giữa núi rừng Đại Ngàn, làm nên một bức tranh văn hóa dân tộc Cơ Tu sống động. Bộ trang phục truyền thống của người Cơ Tu mang đặc điểm cá nhân về hình thức và hoa văn là điểm nhấn độc đáo, tạo nên sự khác biệt so với các dân tộc khác trong khu vực. Bằng sự khéo léo và những kinh nghiệm các đời trước để lại, người phụ nữ Cơ Tu trồng bông, đay, chế biến thành vải, họ dệt hoàn toàn thủ công những đường nét họa tiết hoa văn tinh tế, tạo thành dãy hoa văn đặc sắc bằng chỉ hoặc chườm trắng trên nền vải chàm đen, thể hiện tính thẩm mỹ và tài năng sáng tạo của người phụ nữ Cơ Tu rất cao. Điều đó tạo nên sự khác biệt rõ nét trên trang phục của đồng bào dân tộc Cơ Tu so với các dân tộc khác. Đặc biệt, trang phục dành cho phụ nữ Cơ Tu thường thể hiện sự tinh tế với tóc dài được buộc gọn phía sau đầu hoặc để tự do, tự nhiên. Trước đây, họ thường mặc váy ngắn đến đầu gối và khoác thêm chiếc áo choàng, áo chui đầu có cổ khoác, thân ngắn tay cộc, được trang trí ở vai, ngực, sườn và gấu với các hoa văn đỏ trắng trên nền chàm. Váy ngắn thường được làm bằng việc ghép hai miếng vải hẹp gập lại thành hình ống. Trang phục truyền thống của nam giới Cơ Tu có vẻ đơn giản hơn, với việc đóng khố và đầu có thể được buộc khăn hoặc cắt ngắn. Mùa hè họ thường để trần thân trên và khoác tấm áo choàng to, còn vào mùa lạnh họ thêm chiếc áo choàng dài. Mặc dù áo của nam giới ít được chú ý hơn, nhưng khố của họ thường được thiết kế đa dạng và tỉ mỉ. Khố thường không có trang trí hoa văn trong ngày thường, nhưng trong các lễ hội, chúng có thể được trang trí với hoa văn nổi bật và màu sắc rực rỡ trên nền chàm. Hoa trong màu xanh của núi rừng, những bộ trang phục độc đáo của người Cơ Tu như tô điểm thêm vẻ đẹp dãy núi Trường Sơn.
phục của người Phe Tà Xiền bên ông có nét chung là những dải hoa văn rực rỡ trên nền vải đen thô ráp. Phụ nữ mặc chiếc váy dài che từ ngực đến tận mắt cá chân, khoác tấm choàng phủ hai vai, ôm lấy cổ và thắt lại phía trước ngực. Người Tà Xiền khi thổi đàn đinh tút, cả nam và nữ đều mặc tấm áo choàng quấn rất bí ẩn, bày tỏ sự nghiêm trang trước thần linh. Trong cái lễ hội âm vang cồng chiêng này thì dân tộc Ve, dân tộc Tà Riền, Cơ Tu đều có mỗi mỗi vẻ đẹp và mỗi phong cách riêng, thì dân tộc nào cũng là cũng có màu sắc độc đáo và cái từ diễn thời trang để tái hiện lại những cái đám cưới trong phong tục tập quán của các dân tộc, thì cảm nhận của em là như thế thì rất là đẹp và đặc sắc. Gìn giữ, phục hồi, phát triển nghề dệt và trang phục cổ truyền các dân tộc thiểu số là một công việc luôn cần được quan tâm. Trong những năm trước đây, Ủy ban Dân tộc phối hợp với các cơ quan địa phương trong cả nước để phát động cuộc thi trình diễn trang phục truyền thống. Một số địa phương cũng đã tích cực nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học để trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia cho loại hình di sản nghề truyền thống như nghề dệt và trang phục của dân tộc Cơ Tu. Các trường dạy nghề thanh niên dân tộc, trường dân tộc nội trú cũng khuyến khích học sinh sử dụng trang phục truyền thống khi lên lớp hoặc những dịp lễ hội. Đặc biệt trong các lễ hội văn hóa thể thao các dân tộc miền núi cấp tỉnh, cấp khu vực đều không thể thiếu việc tôn vinh sắc phục dân tộc bằng những cuộc thi người đẹp các dân tộc trình diễn trang phục truyền thống. Mỗi thí sinh thi thể hiện bộ trang phục truyền thống và trang phục ngày thường. Các em học sinh, sinh viên, thanh niên thuộc các dân tộc thiểu số luôn hào hứng, sẵn sàng đầu tư nhiều công sức, năng khiếu trình diễn và sự am hiểu của mình về di sản thời trang dân tộc. Cuộc thi đã tạo cho thế hệ trẻ, thanh niên các dân tộc nhận thức về vai trò của trang phục trong sinh hoạt văn hóa truyền thống, nhất là lễ hội dân gian. Nhiều địa phương đã nỗ lực trong việc nghiên cứu, sưu tầm và phát huy trang phục truyền thống dân tộc, tổ chức cuộc thi dệt thổ cẩm, sáng tạo, thiết kế các mẫu hoa văn trang phục. Trân trọng và vinh danh các nghệ nhân làm nghề dệt, những người trồng bông, dệt vải, kéo sợi, sáng tạo ra các kiểu dáng trang phục, màu sắc, hoa văn, làm đẹp cho cộng đồng dân tộc mình. Với ý nghĩa nhân văn tốt đẹp, các cuộc thi trình diễn trang phục luôn tạo sự hưng phấn cho các thí sinh và luôn thu hút đông đảo người xem. Trang phục, trang sức của các dân tộc là sản phẩm sáng tạo văn hóa đặc sắc của các dân tộc, thể hiện bản sắc tộc người. Giữ gìn trang phục truyền thống là một việc làm quan trọng, cần thiết để bảo tồn, phát triển tính đa dạng văn hóa của các dân tộc. Tổ chức các cuộc thi dệt thổ cẩm, trình diễn trang phục truyền thống dân tộc ở cấp tỉnh và cấp quốc gia là những cơ hội tốt để tôn vinh văn hóa trang phục của các dân tộc, góp phần giữ gìn sắc hoa tươi đẹp trong vườn hoa đại gia đình các dân tộc Việt Nam.
trang phục truyền thống của đồng bào Cơ Tu, Ve, Tà Riềng. Nhìn chung các trang phục đều có điểm giống nhau, nhưng cơ bản thì mỗi trang phục truyền thống của đồng bào sẽ có những đặc sắc khác nhau. Chương trình Bạn Có Biết xin phép được dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.